Chiều nay, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội xuân 2023. Tại buổi làm việc, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh đã thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2023. Theo đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng thường xuyên ứng trực, thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm phòng chống đua xe trái phép, không để ùn tắc trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn tỉnh, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vận tải tại các bến xe khách, phát hiện kiến nghị xử lý kịp thời các khiếm khuyết về hạ tầng giao thông và xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận tiện, an toàn. Tổ chức các đợt cao điểm gia quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, duy trì công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, thành lập các tổ tuần tra lưu động dọc các tuyến đường và các khu điểm du lịch nhằm tập trung kiểm soát không để đối tượng lưu manh hoạt động, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm và điều tiết hướng dẫn không để ùn tắc giao thông kéo dài. Duy trì thực hiện kiểm soát an ninh tại các cửa ngõ ra vào khu du lịch. Theo thống kê, trong tháng 1 năm 2023, lực lượng chức năng của tỉnh Ninh Bình đã xử lý khoảng 4.400 trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, phạt tiền gần 7,7 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán, xử lý 332 trường hợp, phạt tiền trên 816 triệu đồng. Trong dịp nghỉ Tết Quý Mão, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an toàn giao thông trong đó tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ủn tắc giao thông đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số nâng cao năng lực hiệu quả thực thi pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phát biểu tại buổi làm việc đại diện đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh ninh bình đã đạt được trong công tác đảm bảo an toàn giao thông thời gian qua đồng thời đề nghị ban an toàn giao thông tỉnh tiếp tục tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm chú trọng đến các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng, chuẩn bị các phương án phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông khi có sự cố bất ngờ xảy ra, kiểm soát tốt hoạt động vận tải, đường thủy, các bến đò ngang, bến thuyền du lịch, tập trung vào việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn phương tiện, điều kiện thuyền viên, người lái đò, trang bị đầy đủ các dụng cụ cứu sinh, áo phao, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5 đến 10% một năm.